Các bản tin nhanh 24/7. Vào tận quán game cầm dao cướp táo tận giữa ban ngày ở Sài Gòn. Đang đứng trong quầy thu tiền, bất ngờ một nam thanh niên đã áp sát dùng dao nhọn khống chế anh Phúc, yêu cầu người này phải đưa tiền rồi bỏ trốn. Ngày 15 tháng 1, công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra truy xét dùng dao khống chế uy hiếp cướp táo tận diễn ra giữa ban ngày tại một điểm kinh doanh trò chơi game tại phường 8 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong lúc khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 1, anh Lê Hoàng Phúc, 17 tuổi, trú tại Vĩnh Long, tạm trú quận 1, đang đứng trong quầy tính tiền tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử ở đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ có một nam thanh niên không rõ lịch đến quầy tính tiền, đứng áp sát anh Phúc, phát hiện một con dao ở quầy tính tiền, rồi đối tượng đã chụp lấy khống chế anh Phúc, yêu cầu người này đưa hết số tiền trong tủ. Quá hoảng sợ nên anh Phúc phải đưa hết toàn bộ số tiền trong tủ là 22,5 triệu đồng cho nam thanh niên trên. Sau khi cướp được tiền, hắn ném lại con dao rồi bỏ chạy ra ngoài. Anh Phúc hô hoán mọi người nhưng đối tượng đã trốn thoát được. Sau đó nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc. Công an đã vào cuộc điều tra, xác định nam thanh niên trên tên là Hồ Chí Huy, 29 tuổi, ngụ quận 1. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an đang tiến hành truy xét. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip kế tiếp. Nhớ like, share và subscribe.